Hậu Giang khẩn trương rà soát, thực hiện chi trả cho đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến vào cuối năm 2017. Niềm vui của người dân trên những cánh đồng luân canh lúa tôm ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ. Ý thức chấp hành các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa vẫn chưa được hành khách chấp hành nghiêm khi qua lại các bến đò ngang. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Hôm nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 7 năm 2016. Thưa quý vị, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ biến đổi khí hậu trong vùng còn bị động, chưa được chặt chẽ. Đây là nhận định chung tại hội nghị sơ kết phong trào 6 tháng đầu năm của ngành tài nguyên môi trường, cụm thi đua số 9, gồm các tỉnh, thành phố Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Cần Thơ diễn ra vào hôm qua. Tham luận tại hội nghị, các đại biểu còn cho rằng các nhân phẩm pháp luật trong lĩnh vực biến đổi khí hậu chưa cụ thể quá đầy đủ nên việc triển khai còn lúng túng. Phần lớn trang thiết bị sử dụng cho công tác lưu trữ và khai thác thông tin chưa được đầu tư mới. Vì vậy, từ đây đến cuối năm, ngành tài nguyên môi trường trong cụm sẽ tập trung phối hợp và quản lý tốt tài nguyên khoáng sản, nước và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó ưu tiên theo dõi, dự báo, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, tăng cường năng lực giám sát, dự báo nguồn nước xâm nhập mặn để thông tin kịp thời, chủ động ứng phó với tác động của thời tiết cực đoan. Ngoài ra, việc thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất còn thiếu cơ sở pháp lý, gây khó khăn cho các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỉnh Hậu Giang có 33.000 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Chính vì vậy, việc quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ tỉnh từ khi chia tách đến nay. Tiếp tục phát huy tinh thần này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã tổ chức gặp gỡ, lắng nghe nguyện vọng của gần 50 gia đình chính sách, người có công, thương binh trên địa bàn xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy. Đây là cầu nối để Hậu Giang thực hiện tốt hơn nữa chính sách chăm lo cho người có công. Tại buổi gặp gỡ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã ghi nhận 15 lượt ý kiến của các gia đình như nhà nước cần quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở và ưu tiên giải quyết vốn vay cho gia đình chính sách, người có công, nhất là đối với những gia đình còn khó khăn, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho thân nhân thương binh hạng nhẹ, hướng dẫn giúp đỡ các đối tượng làm hồ sơ thủ tục để được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định, đặc biệt là các hồ sơ đã thất lạc, tiếp tục thực hiện chính sách cho vay chuộc sổ và cần mở rộng thêm các chính sách đền ơn đáp nghĩa. Qua nghe ý kiến của các gia đình chính sách, những ý kiến thuộc thẩm quyền của đơn vị được lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh giải trình cụ thể. Riêng đối với những ý kiến liên quan đến chế độ chính sách sẽ được Sở ghi nhận và kiến nghị về trên. Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2016, huyện Vị Thủy vừa tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh từng bị ảnh hưởng sức khỏe từ 81% trở lên trên địa bàn huyện. Tại các nơi đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe các mẹ và các gia đình chính sách, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với sự cống hiến và hy sinh to lớn của các mẹ và các thương binh trong cuộc kháng chiến đấu tranh giành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Huyện Vị Thủy hiện có 28 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, 7 thương binh thương tật từ 81% trở lên và hơn 1.000 gia đình chính sách. Thời gian qua, huyện luôn thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước như đã cấp hơn 2.000 thẻ bảo hiểm y tế cho các gia đình, chi trả trợ cấp thường xuyên hơn 9 tỷ 800 triệu đồng. Để thực hiện có hiệu quả các chính sách đền ơn đáp nghĩa, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành sẽ tổ chức ra mắt câu lạc bộ chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn huyện. Dự kiến Ủy ban Nhân dân huyện sẽ thành lập 10 câu lạc bộ, bao gồm các lãnh đạo là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Công an, Quân sự cùng tham gia. Câu lạc bộ được thành lập với mục tiêu là chăm sóc các mẹ lúc đau ốm, bệnh tật. Ngoài ra, các thành viên trong câu lạc bộ sẽ tổ chức xuống thăm các mẹ hàng tháng để kịp thời theo dõi tình hình sức khỏe, giúp đỡ sửa chữa nhà. Toàn huyện Châu Thành hiện có 15 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống. Thưa
Thưa quý vị, tri ân tốt những người đã hy sinh, đóng góp xương máu của mình cho Tổ quốc là trách nhiệm của mỗi thế hệ. Vì vậy, vào tháng 10 năm 2015, Chính phủ đã ban hành quyết định 49 về một số chế độ, chính sách đối với công dân quả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Những đối tượng này, mặc dù không trực tiếp cầm súng chiến đấu, nhưng đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, phục vụ cho chiến đấu, góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Ghi nhận công lao đó, hiện nay Hậu Giang đang ráo riết rà soát để chi trả cho những chế độ chính sách theo đúng quy định. Từng tham gia dân công quả tuyến năm 1966, ông Đặng Văn Châu đã trải qua các công việc như làm lộ, tải thương. Công việc cũng đầy nguy hiểm. Nhưng khi hòa bình lặp lại, ông cùng các đồng đội chưa được hưởng bất cứ chế độ chính sách nào. Nhưng nay, khi biết mình sẽ được hưởng chế độ chính sách dành cho những người tham gia dân công quả tuyến, ông rất phấn khởi. Đảng nhà nước bây giờ mà quan tâm tới cái người có công lao đóng góp như công cuộc chiến tranh chống Pháp ở chống Mỹ á, thì tới giờ nhà nước quan tâm cũng rất mà mang ơn nhà nước và chính quyền đã chiếu cố những cái người có công ở thời trước. Tuy nhiên, việc xác định các đối tượng dân công quả tuyến gặp nhiều khó khăn, nhất là việc xác minh thời gian tham gia, số đối tượng có hồ sơ như quy định không nhiều, hầu hết chỉ là tự khai, không có giấy tờ chứng minh. Nhưng bằng cố gắng, đến nay ban chỉ đạo tỉnh cũng đã xét duyệt và thẩm định được hơn 100 trường hợp đối tượng tham gia dân công quả tuyến, trong tổng số 800 trường hợp trong toàn tỉnh. Riêng đơn vị điểm là huyện Phụng Hiệp, đến nay đã xét duyệt được 47 hồ sơ. Hội đồng chính xã có cái thành lập các cái tổ xuống trực tiếp các ấp để đặc biệt là chúng ta gặp gỡ các cái chú các bác lão thành cách mạng để nắm về cái danh sách các đối tượng chính sách theo cái quyết định 49 là dân công quả tuyến. Sau khi xét duyệt xong thì đối với cơ quan chuyên môn của tỉnh tiếp tục thẩm định và khẩn trương gửi về quân khu, sẽ đề nghị quân khu đề nghị trên thẩm định và tiếp tục chi trả. Chúng tôi sẽ làm bằng đầy đủ trách nhiệm của mình là phải thực hiện đúng quy trình theo hướng dẫn của Trung ương, thực hiện chặt chẽ từng khâu từng bước, làm sao cho những người có công, các đối tượng có công phải là được hưởng cái chế độ chính sách đúng theo quy định của pháp luật. Hiện tại 700 hồ sơ còn lại đang được ban chỉ đạo 24 của tỉnh và các địa phương tập trung rà soát, phấn đấu đến cuối năm 2017 sẽ hoàn thành để chi trả cho các đối tượng. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay có các nội dung: niềm vui của người dân trên những cánh đồng luân canh lúa tôm ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ. Ý thức chấp hành các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa vẫn chưa được hành khách chấp hành nghiêm khi qua lại các bến đò ngang. Thưa quý vị và các bạn, trong năm nay, 65 bệnh nhân nghèo ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ được Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long phẫu thuật tim miễn phí. Đây là một trong những chương trình ý nghĩa mà Chi hội Hỗ trợ Người Nghèo của Bệnh viện xác định thực hiện tại đại hội thành lập Chi hội vừa được tổ chức. Đại hội có sự tham dự của ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Nghèo Tây Nam Bộ. Chi hội Hỗ trợ Người Nghèo của Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long trực thuộc Hội Bảo trợ Người Nghèo Tây Nam Bộ do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ thành lập vào tháng 7 năm 2015. Chi hội được thành lập là cơ sở để vận động các đơn vị quỹ, hội tài trợ, mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng chung tay hỗ trợ cho những bệnh nhân ở đồng bằng sông Cửu Long có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc phải bệnh tim và một số bệnh lý khác. Trong năm 2016, bệnh viện sẽ phẫu thuật tim cho 65 bệnh nhân nghèo với sự hỗ trợ chi phí từ nguồn vận động hơn 4 tỷ 500 triệu đồng của Hội Bảo trợ Người Nghèo Tây Nam Bộ. Từ đầu năm, bệnh viện đã tiến hành khám sàng lọc tim hơn 4.500 lượt người dân và phát hiện 183 ca có chỉ định phẫu thuật. Sáng nay, 80 đoàn viên thuộc 16 đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc đoàn khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang phối hợp với 40 sinh viên tình nguyện và xã Dị Đông, huyện Dị Thủy ra quân giảm giá tuyến đường ấp 3 xã Dị Đông với chiều dài hơn 2 cây số. Ngoài góp công, các bạn đoàn viên còn đóng góp 50 bao xi măng để giảm giá đường.
người dân và chính quyền địa phương hỗ trợ đắp ta ly làm phần nền. Bên cạnh đó, đoàn khối còn tổ chức dọn vệ sinh cặp bờ kè Sà No, đặc biệt là đã đến thăm tặng quà cho 10 gia đình chính sách trên địa bàn, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Trước đó, đoàn khối doanh nghiệp cũng đã tổ chức sơ kết phong trào đoàn 6 tháng đầu năm. Kết quả nổi bật là đoàn viên thanh niên trong khối đã vận động hơn 1 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội như trồng hơn 1.000 cây xanh, khám và cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân, tặng 3.000 phần quà cho đoàn viên thanh niên công nhân trong khối và tặng các phần quà cho các em thiếu nhi nhân ngày 1 tháng 6. Đặc biệt là đoàn khối đã giới thiệu 73 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp đảng và có 18 đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của đảng. Thưa quý vị, Hậu Giang có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản. Chính vì vậy mà trong những năm qua, diện tích này không ngừng tăng lên gần 10.000 hectare. Sản lượng thủy sản khai thác hàng năm đạt gần 75.000 tấn. Các diện tích này phần lớn tập trung tại huyện Châu Thành A, Vị Thủy và huyện Châu Thành. Đa phần người dân nuôi theo hướng thăm canh, bán thăm canh và các loại thủy sản thả nuôi chủ yếu là cá thác lát, cá rô, cá tra và một số loài thủy sản tiềm năng khác như lươn, tôm, ếch, ba ba. Tuy nhiên, các diện tích này vẫn còn mang tính tự phát, manh mún, đầu ra không ổn định, giá cả bấp bênh, khiến cho người nuôi rất e ngại đầu tư phát triển rộng lớn. Bên cạnh đó, loại hình nuôi cá trong dèo và sử dụng nguồn thức ăn tươi đưa đến việc không chủ động được nguồn thức ăn, phải khai thác thức ăn từ tự nhiên bằng các loại hình như giăng lưới, xiệt điện, đã làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản ngoài tự nhiên. Đặc biệt là trong điều kiện biến đổi khí hậu đã gây khó khăn cho người chăn nuôi. Vì vậy mà diện tích này hiện nay có xu hướng giảm. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến bất thường của thời tiết, đặc biệt là hạn hán và xâm nhập mặn vừa qua đã tác động rất lớn đến nuôi trồng thủy sản trong toàn tỉnh. Chính vì vậy, nhiều nông dân tại xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ đã chuyển sang nuôi trồng các loại thủy sản khác, đó là nuôi thâm canh theo hướng một vụ lúa, một vụ tôm. Mặc dù chỉ là bước đầu, nhưng thành công từ việc chuyển đổi này đã giúp nhiều nông dân nơi đây tìm được hướng phát triển mới. Không còn cảnh ruộng đồng chết khô. Lần đầu tiên, sau đợt hạn mặn lịch sử, bà con nông dân ven sông lớn ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ lại phấn khởi khi bước vào thu hoạch. Chỉ có điều không phải thu hoạch lúa, mà là thu hoạch tôm. Thay vì canh tác lúa như trước, ông Nguyễn Văn Rạng đánh liều thả gần 5.000 con tôm giống trên diện tích 3 hectare ruộng lúa. Điều phấn khởi nhất của gia đình là sau hơn 2 tháng thả nuôi, số tôm giống trên đạt trọng lượng 40 con một ký. Với giá bán khoảng 150.000 đồng một ký, ông cầm chắc lợi nhuận hơn 10 triệu đồng. Nếu mà mình mặn ruộng thì không có hiệu quả. Thành ra bây giờ là có nước mặn vậy là một xuống là cũng là đáp ứng ứng là cũng đáp ứng với nước mặn là đúng thật. Trong khi mình nuôi xuống này là mình có cải tạo nước rồi dôi, thành ra cái vụ sau lúa này thì nó cũng là rất là nhẹ cái phân thuốc rất nhiều. Nếu như năm trước toàn xã chỉ có vài ba hộ nuôi theo hình thức công nghiệp thì năm nay đã tăng lên 50 hectare, gấp 5 lần so với trước theo hình thức một vụ lúa một vụ tôm. Theo tính toán, mỗi hectare nông dân đầu tư khoảng 15 triệu đồng, bao gồm tiền con giống, chi phí xử lý đất, tiền xăng dầu để bơm thay nước mặn từ sông vào ruộng tôm. Thêm vào đó, suốt thời gian nuôi từ 2 đến 3 tháng, bà con nông dân không tốn bất cứ loại thức ăn công nghiệp nào mà chỉ tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có trên ruộng. Nói chung ra năm đầu tiên tôi bán thì bà con cũng ở xóm huyện người ta lại người ta mua ăn. Không đủ. Tại vì thấy hồi nào giờ không, đây không ai nuôi tôm. Phải không? Không ai nuôi tôm chân thì thấy mình nuôi tôm nè. Bán năm đầu thì bán các kẻ thì người ta có người ta cho ăn. Chứ đúng thực tế tôi không cho ăn. Đây tôi á thì ta cải tạo, tôi theo là quy trình là theo cái dùng nước tôm cho ăn rồi cải tạo nước rồi ha, thì cái tạo thức ăn cho tôm nó ăn thôi. Tự nhiên nó thì mình thấy có lợi nhuận hơn. Xã Lương Nghĩa là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn. Vì vậy, để từng bước thích ứng với điều kiện canh tác, bà con đã áp dụng chuyển đổi theo mô hình này. Dù chỉ là bước đầu nhưng đã mang đến nhiều tín hiệu vui trong sản xuất và rất cần sự hỗ trợ của ngành chuyên môn.
Thưa quý vị và các bạn, từ vùng đất chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn, nên việc thay đổi sản xuất theo phương hướng phù hợp với xâm nhập mặn là điều cần thiết. Tuy nhiên, để việc chuyển đổi này có hiệu quả, thì chính quyền địa phương cần có sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật, cũng như là khâu quản lý như thế nào cho phù hợp. Nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các chương trình thời sự tiếp theo. Nhằm kịp thời đưa các văn bản pháp luật đi vào cuộc sống, nhất là đối với những người thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, Sở Giao thông Vận tải tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho gần 50 cán bộ chuyên viên thanh tra giao thông. Hội nghị triển khai hai nội dung gồm nghị định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2016, gồm 5 chương 80 điều. Điểm mới là luật là ngoài quy định về xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, quy định về tải trọng cầu đường, thì điều chỉnh tăng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm quy định về tốc độ đối với người tham gia giao thông khi vi phạm. Riêng đối với nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, thuyền viên, người lái phương tiện, vận tải đường thủy nội địa, khai thác giao thông vận tải, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 và nhiều người đã kỳ vọng sẽ chấn chỉnh được tình trạng hành khách khi đi qua đò không mặc áo phao. Tuy nhiên thì hiện nay vấn đề trên vẫn chưa có sự thay đổi, ghi nhận tại huyện Phụng Hiệp. Hơn 30 năm làm lái đò và được Sở Giao thông Vận tải công nhận là bến đò an toàn. Tuy nhiên sau khi được hỏi về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với người đi trên phương tiện chở khách ngang sông mà không mặc áo phao cứu sinh theo quy định mới, thì chủ phương tiện này không hề biết. Trong khi hàng ngày, bến đò có hơn 100 lượt khách qua lại, đó là chưa kể có những học sinh đi học. Chưa nghe cái thông báo đó coi là mặc áo phao thế nào đó thì chưa biết. Thì tất nhiên là nghe thì phải chấp hành, phải nói cho người đi đò biết. Bây giờ là phải quy định với cấp trên là phải mặc áo phao này kia, phải qua xong rồi trả áo phao lại. Một thực tế là hiện nay tại các bến đò ngang qua sông ở huyện Phụng Hiệp, cả hành khách lẫn chủ đò, ai nấy đều tỏ ra ngơ ngác khi được hỏi về mức xử phạt mới khi qua lại các bến đò. Bên cạnh đó, hầu như hành khách cũng tỏ ra e dè khi mặc áo phao. Khi xuống đò thì bỏ áo phao thì nó an toàn hơn, nhưng mà đối với sông bự chứ còn sông nhỏ thì thấy vừa xuống bến đò mình vừa chạy xe xuống đi, xe người ta đò người ta chạy qua tới bến rồi thì mình khi đó mình cài nút chưa xong nữa thì bước lên bờ. Như anh thấy đó, cái dòng sông này được nó nhỏ, khách qua sông đó, họ chưa mặc áo phao, chưa cài xong rồi đã qua tới bờ bên kia rồi, thử rồi họ không chịu mặc. Khi họ sợ mặc áo phao vô rồi dính mình quần áo họ dơ không mặc. Huyện Phụng Hiệp hiện có 102 bến đò ngang đang hoạt động, trong đó có tới 78 bến đò không đủ điều kiện. Bên cạnh việc tuyên truyền cập nhật thông tin về những quy định xử phạt mới cho các chủ phương tiện thực hiện đúng, thì mỗi người cần chủ động đảm bảo an toàn khi qua lại. Hiện nay, mùa mưa bão đã bắt đầu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn. Vì vậy, việc tuân thủ các quy định sẽ góp phần đáng kể vào đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Chúng tôi xin nhắc lại, theo nghị định mới này, đối với hành khách đi trên phương tiện chở khách ngang sông mà không mặc áo phao cứu sinh sẽ bị phạt từ 100 đến 200 ngàn đồng. Vì vậy, mỗi người cần chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo an toàn tính mạng cho mình khi qua sông. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.